không phải là vùng đất phù sa màu mỡ, nhưng thứ đất cát pha của huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định bao đời nay vẫn là nơi đất lành của những loại rau, quả nông sản quanh năm xanh lá, tốt tươi. Ôi coi kìa, quả bí to thế nhờ. Ôi bình thường Nguyên, anh còn biết một cái ngôi làng nhá, có những cái quả bí khổng lồ, to gấp mấy chục lần luôn. Thiệt không á? Thiệt. Ở Bình Định ấy, em còn biết có một chỗ có thể đúc một cái son to bằng cả một ngôi nhà cơ. À, em nghĩ anh nói khoác về chuyện quả bí khổng lồ mà có cái son để luộc những quả bí đấy đúng không? Chắc chắn là không có cái làng đúc son như em nói. Vâng. Nhưng mà làng trồng bí khổng lồ ấy thì có thật, đi theo anh. Được coi là một loại siêu trái cây đặc biệt có 102 ở Việt Nam. Không ai biết giống bí đao được trồng ở làng Tránh Trạch từ bao giờ. Nhưng khó hiểu nhất vẫn là giống bí này chỉ cho trái khổng lồ khi mọc trên đất của xã Mỹ Thọ. Khi người nơi khác xin giống về trồng thì cây bí lại chỉ cho trái nhỏ bình thường. Đây là lần đầu tiên mà Uyên thấy được những cái trái bí mà nó to như thế này. Ngồi bên cạnh ấy thì cảm thấy là mình bé xíu lại. Bên đây là giúp anh ở tay lên này. Thôi không được đâu anh ơi, nặng lắm. Anh làm đi, cố lên. Chú ơi, ở làng mình thì có cái bí quyết gì không mà cháu thấy lại trồng ra là những quả bí to như này? Giống của nó hồi xưa là nó to như vậy, nó to như thế. Chú ơi, tại sao là cái rễ nó ở đây mà mình phải uống một vòng xong mình mới dựng lên trên vàng vậy chú? Cái này là ông bà chưa làm, bây giờ mình cũng thực hiện đúng mà theo cái kỹ thuật đây là từ cái gốc này á, nó đưa ra tới kia là phải là 3 mét. Mình khoanh nó lại lỗ gọi là mình đôm. Làm vậy thì nó ra rễ nhiều, cái độ hút của nó mạnh. Cho nên nó là nó mới nuôi cái dây cái là cái, nó sung cái dây thì nó phải nuôi cái trái trái lớn. Một vụ bí người dân thu được 3 lứa quả, mỗi trái bí nặng hàng chục cân nên hầu như người làng Tránh Trạch thu bí chủ yếu để bán cho các công ty sản xuất nước bí đao, chứ ít khi để ở nhà ăn. Những ngày xe tải về gom hàng, cả làng Tránh Trạch lại đông vui rộn ràng như những ngày hội. Mệt không cháu? Mệt không? Dạ. Một quả thôi mệt quá chú ạ. Thôi để chú bê cho. Trời ơi, quay ông quen đi bê nó không? Dạ đây. Cái riêng cái bí này là trước đây các tỉnh bán họ không biết mua. Họ sợ là cái quả gì hái trên rừng về quả dại ăn chết. Họ không dám mua. Mình bán rất rẻ, ví dụ vậy, ví dụ như 2.000 ký họ cũng không dám mua. Dù giá bán không cao, nhưng người dân Tránh Trạch luôn tự hào về giống bí truyền thống của làng. Tự hào về những trái bí khổng lồ không nơi đâu có, và còn tự hào về một thứ đặc sản cũng độc đáo không kém mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở những giàn bí cuối vụ. Hôm nay anh sẽ dẫn em đi một thưởng thức một cái món đặc sản từ bí đao của làng Tránh Trạch. Đố em biết là anh làm món gì? Với cái son này á thì em nghĩ là nấu bí đao cái gì? Nhầm rồi, thôi giờ đi theo anh nhá. Nhà cô Mười năm nay trồng bí sớm nên dù nhiều gia đình mới chỉ đang thu lứa bí thứ hai thì giàn bí nhà cô đã cho hết trái. Và đây cũng là thời điểm thích hợp để cô thu hoạch thứ đặc sản đặc biệt nhất của cây bí đao khổng lồ. Chào cô. Chào cô. Chào mang sau lên đây. Cô cắt mình làm gì ấy? Cô cắt rồi cô để cô lấy nước. Trong cái dây bí đây là chỉ có thun nhân trạch là loại bí khổng lồ, đây là nó có nước. Cô ơi, thì cái nước bí đao này có gì đặc biệt vậy cô? Nó trị rất nhiều bệnh đó các cháu à. Trẻ em mà nó ban nóng sốt á, uống là nó giải nhiệt rất là nhanh. Hoặc là những người mà bị siêu gan B thì cho uống vào nó sẽ là giải độc gan. Tụi cháu có muốn thử không? Ơ, dạ có à. Cháu thấy á, cái nước này nè, nó hơi giống nước lọc. Nhưng mà nó rất là thơm. Thơm mùi bí. À đúng rồi, nó là nguồn gốc của dây bí mà con. Nên thành nó phải thơm mùi bí. Nếu muốn thưởng thức đặc sản độc đáo này, bạn hãy nhớ ghé thăm làng bí đao khổng lồ Tránh Trạch như chúng tôi.